Bất ngờ không? Bất ngờ về bạn mình không? À, còn món quà em muốn tặng anh. À, cảm ơn. Dạ. Mình mở ra coi bạn gái tặng gì. Cảm ơn nhiều. Mong là như vậy đi em. Em tặng cho anh món quà này với ý nghĩa rằng là mình sẽ được có một cái happy ending giống như trong một cái tấm hình như vậy. Đấy, nhớ nhấn nút nè. Trời ơi, chưa dễ chơi mà kia em nhớ nhấn nút nha em. Hey. Này, mời đi em trai. Bây giờ thì xin được phép mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hàng Ngọc Long, hiện tại em 29 tuổi, đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm nghiệp buôn quán, quán ăn gia đình. Long là buôn bán quán ăn, Long có nấu ăn hay không hay là Long đứng bán thu tiền cho gia đình thôi? Dạ, em vừa nấu em vừa đứng bán luôn hả? Nấu ăn luôn hả? Dạ. Giỏi vậy ta. Quán của mình ở đâu Long hả? Dạ, quán em ở quận 4 á chị. À vậy. Bán chủ yếu là gì Long? Dạ, em bán bánh canh quế. Ồ, ngon rồi nha, bữa nào đi ngang ăn rồi nha. Dạ. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, em bán từ 8 giờ cho tới 9 giờ tối á chị. Bữa nay đi là tham gia chương trình ai bán? Dạ, bữa nay phải nghỉ bán. Dạ, bữa nay phải nghỉ bán. Ôi, nghỉ bán tội nghiệp không? Trời ơi trời. Bây giờ chúng ta hãy đến tới phần giới thiệu của bạn nữ nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia màn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vạn Phương Hạnh, hiện tại em 27 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng về mảng nhân sự. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết quan tâm người khác. Còn khuyết điểm của em là về vấn đề đi đường em không có được rành cho lắm. Nhưng mà không sao, bây giờ là mình đi lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là mình sẽ có được một cái người bạn trai của mình để sau này chỉ đường cho mình, dẫn đường mình đi, mình khỏi cần phải quan tâm tới vấn đề đường xá nữa. Sau này chỉ đường đi tới quận 4 bánh canh là được rồi. Không? Rồi, còn bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Dạ, thì em hiền, hòa đồng, tính em là dễ gần lắm. Có khuyết điểm của em thì em có hút thuốc nè, rồi em cũng có nhậu với bạn bè. Tính tình thì thẳng tính. Bây giờ mình nói cho mình kia nghe là cái con đường tình trường của mình đi. Em thì đó giờ em chỉ có một mối tình từ hồi học sinh thôi. Khoảng gần 10 năm nay thì em cũng không có quen ai hết. Học sinh là lâu lắm rồi đó hả? Dạ. Mối tình nó lâu không? Thì quen lúc đi học á anh, thì cũng lớp 10. Có nắm tay gì chưa? Có chứ anh. Có ha. Dạ. Có hơn nắm tay không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Lớp 10 nó dữ vậy ta. Rồi từ đó tới nay không có nhớ cái vụ đó, rồi qua luôn 10 năm vậy đó hả? Dạ thì cũng do cái công việc, với lại em có một thời gian em đi nghĩa vụ quân sự á. Thì rồi xong thì em về em làm những cái ngành nghề giống như là bên nhân viên giao hàng nè, rồi bên sale bán hàng thị trường vậy đó. Toàn là nam không à, không có bạn nữ. 10 năm không có yêu, giờ còn nhớ yêu không? Dạ nhớ mới lên đây chứ anh. Mình có nhớ cái cách để yêu không? Dạ thì cái này nếu mà gặp được người thích hợp ưng ý thì hai người tương tác lại là yêu liền. Vẫn biết mình đi cua bạn gái nó làm sao đúng không? Dạ thì 10 năm thì mình nói không quen ai thôi, nhưng mà mình đi cua thì vẫn có đi cua chứ gì. Nhưng mà hụt không à? Trong tình yêu người ta nhút nhát vậy thôi. Nhút nhát thiệt. Tôi đứng đằng kia mà mắt tôi cận tới hai độ mà tôi thấy là rung tới nước mà giật hết nguyên cái cơ mặt luôn á. Đúng rồi. Sao rung dữ vậy? Lần đầu tiên. Bây giờ dịnh một cái cho bớt rung được không? Một hồi gặp bạn gái là rung nó té ghế luôn. Bây giờ dịnh một cái là không rung. Không rung nữa nha. Không có rung nữa nha. Nhát quá, người ta nói thế giới khác đó. Đó đúng rồi đó. Có ai chọc vậy chưa? Dạ ba em. Ba em nói sao? Ba em nói sao không thấy dắt bạn gái về. Ừ. Không biết có bị BD không? Không biết có bị BD không? Rồi trả lời sao? Em nói từ từ, chưa tới thời điểm. Chứ con không có BD. Dạ. Rồi được. Ok. Bạn trai dễ thương lắm em. Rồi bây giờ mình tới mình đi, mình kể về cái tình trường của mình đi. Tình trường của em có trải qua một mối tình duy nhất hiện nay cách đây khoảng tầm 2 năm. Mối tình đó kéo dài trong vòng khoảng tầm 7 năm. Lý do là thực tế là bạn nam đó có một người khác, mà tới lúc sau này thì em mới phát hiện. Thôi thì chia tay là đúng rồi, không có cái gì phải hỏi nữa hết trơn trọi á. Rồi bây giờ cái mong muốn của em khi mà em có một người bạn trai á, thì nó sẽ là như thế nào? Cái hình mẫu nó như thế nào? Em muốn có một bạn nam cao trên 1m7 trở lên, có công việc làm ổn định và có thể
quan tâm cũng như là chia sẻ với em trong cuộc sống. Bên kia thì chắc cao hơn 1m7 đó. Cao hơn 1m7. Công việc thì ổn định đó. Công việc ổn định, bán bánh canh hàng ngày. Đúng rồi, tại vì bán từ sáng đến chiều luôn. Thực phẩm là không bao giờ mà thiếu hết trơn, phải có. Cao lớn có thể che chở mưa gió giông bão không sợ gì hết. Bây giờ mình không thích điều gì đàn ông nè? Dạ, keo kiệt, với lại là người hay kiểu kỹ tính quá, là em không thích luôn. Trời, đàn ông mà keo kiệt mà kỹ tính là mệt mỏi lắm à. Có keo kiệt không? Dạ không anh, bình thường. Đi chơi có bao bạn gái xa láng không? Trời, chuyện nhỏ. Trời, mong có bạn gái đi chơi muốn chết. Trời, mong có bạn gái đi chơi muốn chết. Đó, hết được chưa? Dễ luôn. Rồi, bây giờ mình muốn một người hình mẫu bạn gái như thế nào nè? Dạ thì em cũng đơn giản thôi, một bạn gái gương mặt dễ nhìn. Quá dễ nhìn, nhìn là thấy luôn. Nhìn dễ lắm. Nhìn rất dễ luôn. Hiền, quan tâm gia đình, lễ phép với người lớn. Có, còn gì khó hơn nữa không? Đây dễ à. Nếu mà bạn có thể mà nữ công gia chánh, nội trợ gia đình càng tốt. Còn không thì hai vợ chồng cùng làm, em chỉ cho làm. Trời, em chỉ cho làm nữa chứ. Đó. Nữ công gia chánh mình được không em? Dạ, em biết nấu ăn. Biết nấu bánh canh không? Dạ, hiện tại thì chưa, mong thì cho tương lai sẽ có được học món bánh canh. Trời ơi, chỉ cần một món thôi mà bán đắt đó nha. Trời ơi, tao nói giàu mấy hồi. Rồi em không thích điều gì ở phụ nữ? Lăng nhăng, rồi quá kiểm soát. Quá kiểm soát, đó. À, bạn nam ơi, có thể cho mình hỏi là bạn có là con việc tiếp người thích đi du lịch không? Hoặc là có những chuyến du lịch ngắn gì đó thì bạn có thường đi du lịch không? Đi phượt đồ đó. À, mình thì rất là thích nhưng mà thiếu người đi thôi. Trời đất, cơ. Trả lời ghê chứ. Trời ơi, mấy cái câu này hình như học ở trên mạng hay sao nè. Thôi giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với một người em. Đầu tiên con xin chào chú Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Thì em thấy anh trai bên này hiền chân thành, em thấy ok. Ráng nói đại bên cạnh đang thoải mái luôn á. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Em chào hai anh chị, em chào mọi người. Bạn em thì nó hiền, như vậy nó chịu khó làm ăn, tại nó ế lâu quá nên nó không có biết đâu chơi. Nó cần có người dẫn đi chơi thôi. Cần người dẫn đi chơi thôi hả? Thấy thương quá vậy. Thiệt không có bồ thiệt phải không? Dạ. Bao lâu? Dạ. Thì theo Long nói là từ năm lớp 10 đến bây giờ là sự thật. Có bạn trai không? Có bạn trai không? Dạ em bạn trai. Em bạn trai. Dạ bạn con trai. Không hỏi cho nó kỹ chứ 10 năm cũng nghi ngờ lắm đó nha. Thôi được rồi, bây giờ chứng minh cho nhà gái thấy đúng là bản lĩnh đàn ông. Thôi, quà nó cũng dễ thương. Này sẵn đem về nấu bánh canh luôn chứ. Bị nào. Mở rào. Tiến tới. Quay qua. Anh gửi cho em món quà. À dạ, em cũng muốn món quà cũng tặng anh. Long nói ý nghĩa sao tặng con heo? Thì tặng con heo này thì cũng có suy nghĩ một bài thơ. Ủa, hai câu thôi. Tặng em một chú heo hồng. Bưng khuân anh hỏi lấy chồng được chưa? Bất ngờ không? Bất ngờ về bạn mình đâu? À, còn món quà em muốn tặng anh. À, cảm ơn em. Dạ. Mình mở ra coi bạn gái tặng gì. Cảm ơn em nhiều. Mong là như vậy đi em. Em tặng cho anh món quà này với ý nghĩa rằng là mình sẽ được có một cái happy ending giống như trong một cái tấm hình như vậy. Đấy, nhớ nhấn nút nha em. Trời ơi, chui dĩ chơi mà kia, em nhớ nhấn nút nha em. Hey. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Kim đi cua hoài, hụt hoài á. Có từ từ vô, thấy không? Này, còn này của ai nữa nè? À, dạ, cái này là đồ gia đình em thì em gửi cho... Đưa cho... Hả? Gửi cho anh... Có hả? Có luôn. Rồi, cảm ơn bác. Cả nhà của em làm á. Thì mình về mình đổ nước sôi mình... Cái này làm sao em? Mình thả vô nước sôi rồi mình nó chín lên mình ăn thôi. Trời ơi, cảm ơn em. Bánh canh phơi khô đó. Dạ, cảm ơn anh. Cái này là chả cua. À, chả cua. Chả cua quế. Tưởng bánh canh phơi khô về trụng nước sôi ăn đã. Dạ. Rồi, cảm ơn nha.
Thì hai đứa nói chuyện đi. À, lần đầu tiên anh gặp em thì anh thấy có những gì mà anh đang suy nghĩ có giống như những gì mà hiện tại anh đang gặp không? Nó được hơn cái suy nghĩ ban đầu. Là tích cực hơn hay là tiêu cực hơn? Là tích cực hơn nhiều luôn. Ờ, hồi nãy sau cái tấm màn á thì em có nghe anh chia sẻ rằng là anh hiện tại có khuyết điểm của mình là hút thuốc hả? Đúng rồi. Và cả uống rượu luôn. Có uống bia nhưng mà là mình chỉ đi nhậu với bạn bè lâu lâu thôi, chứ không phải là mình ngày nào cũng đi. Hiện tại em cũng chia sẻ là em không thể hủy được cái mùi thuốc lá tại vì em bị viêm son á. Nên mà nếu cái trường hợp anh quen em thì anh có dự định là sẽ cai thuốc không? Có em. Dự kiến của anh là khoảng khi nào? Thì nói chung là bỏ liền khi mình quen nhau thì anh bỏ liền, anh không hút nữa. Thế lại là giản cứ quen đi, khi nào nó bỏ thuốc mới cho hung, không bỏ không cho hung. Đúng. Là xong nó bỏ gấp luôn. Đồng ý. Anh hiện tại một ngày anh hút bao nhiêu? Hiện tại thì một ngày mình hút một gói. Vậy là nhiều lắm luôn á. Hồi nãy em có nói nếu mà thời gian anh bán như vậy là chắc mình phải mở quán từ thứ hai đến chủ nhật đúng không? Đúng rồi. Vậy thì thời gian nào là thời gian anh sẽ dành cho em? Thì tại vì cũng gia đình làm mà, cho nên thì khi mà mình có hẹn á thì anh sẽ nhờ em anh nó ra nó trong quán để anh đi. Với lại là cho em hỏi thêm luôn cái kế hoạch của anh trong tương lai á, thì nếu mà một bạn nữ mà phù hợp với anh thì khoảng tầm bao lâu anh sẽ muốn tiến tới cái kết hôn của mình? Chừng nào em muốn thì kết hôn thôi, có gì đâu kết trời hôn. Nhưng mà em muốn là một chuyện nhưng mà mình đã chuẩn bị gì chưa? Đó, câu đó hay đó. Hay. Rồi thì hiện tại thì ba mẹ anh đã mua nhà cho anh rồi, thì cũng có nhà ở rồi. À, là nhà riêng hay là mình sống ở sở hữu chung nhà với riêng. Ba? À dạ. Ngon lành. Cho nên anh... thì quan trọng là em thôi. Nhưng mà khoảng nếu mà phù hợp thì khoảng bao lâu? Ý là khoảng tầm khoảng thời gian của anh là bao lâu dự kiến là? Càng sớm càng tốt em ơi. Gấp dữ lắm rồi. Gấp người dữ ta lắm 10 năm 10 rồi. 10 năm nay nó khô queo, nó gọi là tình cảm nó hết, không ướt át xíu nào cho em. Không chừng giờ quên hết luôn rồi đó. Anh có muốn hỏi gì em không? Nấn nút rồi hỏi gì nữa. Chịu quá rồi. Hỏi đi, hỏi đi. Chừng nào còn em chừng nào? Còn theo em thì em chừng nào em muốn kết hôn lập gia đình. Nếu như mà em tìm một bạn nam phù hợp á thì em dự kiến khoảng tầm quen trong khoảng một năm nữa thì sẽ lập gia đình. Bớt bớt được không? Một tháng cũng là một, thôi một tháng đi. Không thì anh nói vậy thôi, nói cho đùa cho vui thôi. Tại vì thì nói chung là mình gặp đây thì mình cũng phải tìm hiểu nhau nữa. Tại vì cái cuộc sống gia đình đó, thì mình là nó cũng lâu dài, thì mình nên tìm hiểu kỹ nhau hơn. Dạ. Có là... càng sớm càng tốt. Nhưng mà thì đúng, càng sớm càng tốt. Nhưng giờ mà mẹ mua nhà rồi, chuẩn bị cái nồi bánh canh sẵn rồi. Về có làm dâu không? Em thì em thích làm dâu hay là thích ở riêng? Dạ, nếu như mà được chọn thì em vẫn thích được mình sẽ sống riêng hơn. Dạ. Tại vì sống riêng thì được, nhưng mà tại vì mẹ anh mua nhà, nhà của anh thì đối diện nhà mẹ anh. Ủa là hiện tại là đang sát bên quận Tư luôn? Trong hẻm luôn em, đối diện nhau luôn. Đối diện nhau thì ở riêng rồi. Tới nắm tay em hát một câu đi rồi bấm nút luôn nào. Hẹn tới hát tặng em gái bài đi, nắm hai tay thì vô. Nắm hai tay cho, vô. Cho nắm tay. Dạ. Tay kia nữa. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta luôn chìm đắm. Yeah. Hơi áo dài tung tăng em bước quy lòng anh xinh sao. Yeah. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen công hứa chuyện cho. Nhà của bé ở đâu cho anh xin dẫn em đi về. Thủ đất anh ơi. Dạ. Lòng nói hết rút ruột mình đi, nãy giờ em cảm nhận về em gái như thế nào? Hy vọng là mình để cho nhau cái cơ hội. Anh cảm thấy rung động. Em e ngại cái việc mà anh đang thì không biết là như thế nào thôi. Hả? Hút thuốc của anh. Anh hứa anh bỏ mà. Dạ. Bỏ dạ. Thuốc, hứa bỏ thuốc, được rồi đó. Rồi, thôi trở về ghế ngồi đi nào. Chúng ta đưa ra quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định đồng ý hẹn hò hay không là quyền của các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bấm chưa? Sao không bấm? Sao vậy em? Tại vì em thấy có nhiều cái quan điểm với lại bạn hút thuốc với lại nhậu. Bạn đã hứa rồi mà, bạn bỏ mà. Em thật sự, nhưng mà em thấy có nhiều cái trong tình cảm em thấy chưa rung động khi em nắm tay bạn. À, chưa rung động. Điều này thì
chúng ta không thể ép được. Đúng rồi. Bởi vì trong bạn mối hò, bao giờ mình rung động thật sự mình mới bấm. À, rất tiếc điều đó, em trai rất là chân thành luôn. Em gái cũng dễ thương nữa. Chị rất là tiếc bởi vì đây là một chàng trai có chí hướng nè. Rất là quyết tâm về cái tương lai của mình, lại rất là chân thành. Thì nếu mà có thể thì em có thể bắt đầu tiên có thể làm bạn với bạn trước. Không sao cả. Được, chúng ta cứ xin số điện thoại nhau, cứ trao đổi với nhau. Dạ. Cảm ơn các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát, kiến tạo giá trị cuộc sống. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Dễ thương quá à. Rất là tiếc. À, nhưng mà... Thật sự rất tiếc. Nhưng mà em rất là có một cái niềm tin là hai bạn này sẽ dành cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau ở ngoài. Hy vọng là như vậy.